Chào mừng anh chị đã đến với Hành Trình Thấu Hiểu Nội Tâm thông qua câu chuyện nội tâm. Rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau nhé! Tôi là trưởng phòng sale lương tháng 5.000 đô. Cách đây vài năm trước khi vào nghề. Ngày đầu tiên làm ngành sale, thầy tôi hỏi trước khi vào nghề nề, người đầu tiên con cần đi học hỏi theo là ai con có biết không? Tôi trả lời, các bậc thầy về siêu, các trưởng phòng siêu, các lãnh đạo, thưa thầy. Thầy tôi cười nhẹ và nói, con hãy đi theo một người bán vé số ba nghề và về báo kết quả cho thầy. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời thầy vì thầy là một bậc thầy trong ngành sale mà tôi rất ngưỡng mộ sau ba nghề tôi thực sự bật khóc và ngưỡng mộ những người bán vé số vô cùng họ cho tôi những bài học vô cùng giá trị mà cái đứa cầm mấy tấm bằng đại học như tôi phải ngả mũ tán phục bài học đầu tiên đó là sự kiên trì ý chí sắt đá tinh thần thép và không bao giờ bỏ cuộc. Họ đủ thành phần, có những người đầy đủ giác quan, nhưng có nhiều người không may mắn. Họ chăm chỉ mỗi ngày cầm sắp vé mời chào từng người. Nắng cũng đi, mưa cũng đi. Mục tiêu là mưu sinh và bán được hàng. Cho dù đối diện hàng trăm cái lắc đầu, hàng ngàn cái lắc đầu. Nhưng họ không quan tâm hàng ngàn cái lắc đầu đó họ vẫn tiếp tục mời chào cho đến khi có được cái gật đầu của khách hàng. Mỗi ngày, họ đi từng con đường này qua từng con đường khác. Họ đi từ sáng tới tối mỗi ngày. Tôi thật nể phục và ngưỡng mộ họ. Nhưng hôm nay, tôi vô tình nghe được một người bố nói với con mình. Không lo học, mai mốt lớn lên bán vé số, đi khuét rác, đi thợ hồ, đi làm cù ly kè mà lòng tôi như lặng lại. Người bố nói không có sai, tôi hiểu ông ấy nói vậy với mục đích để người con chăm học. Không chỉ ông bố ấy mà ngoài kia cũng rất nhiều ông bà, bố mẹ cũng có những câu nói tương tự. Nhưng bạn có biết khi bạn nói vậy, người bán vé số cô lao công anh Thọ hồ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được bạn nói như vậy? con bạn sẽ có cách nhìn về những người đó như thế nào. Con bạn lớn lên sẽ phân biệt ngành nghề, phân biệt đối xử với họ vì nghĩ rằng ngày xưa những người này không lo học nên mới. Bạn thân mến, người bán vé số, họ cũng lao động bằng sức lao động của mình. Nhìn qua đơn giản, nhưng nếu theo chuyên môn nói cao siêu, họ là nghề marketing, sale, kinh doanh, họ cần cả kỹ năng mới bán được hàng. Còn bạn thử nghĩ xem, nếu những con đường, những lớp học không có cô lao công thì làm sao có một môi trường xanh sạch đẹp. Biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Chúc anh chị hạnh phúc, vui vẻ, thành công.